thân yêu, Joy đã quay trở lại đây. Và đây là một series khác của kênh, đó là series những cuốn sách nuôi dưỡng trái tim. Và mở đầu cho series này sẽ là cuốn sách Em sẽ đến cùng cơn mưa của tác giả Ichikawa Tayuki. Tác phẩm này được nhận rất là nhiều lời bình hay. Và mình sẽ đọc một số lời bình nhé. Đây là một câu chuyện tinh tình, tinh tế và ngọt ngào đến nỗi ngay cả cái chết rình rập cũng đem lại những an ủi dịu dàng. Vừa phi thực vừa chân thực, một câu chuyện ngọt dịu về sự trường tồn của tình yêu. Đây là hành trình khám phá một lần nữa về tình yêu đã mất. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa những điều có và không thể, một câu chuyện bình dị dành cho bất cứ ai. Tác phẩm này được xuất bản ở Việt Nam bởi nhà xuất bản Nhã Nam, đô điền và tác giả Ichikawa Tayuki. Ông sinh ngày 7 tháng 10 năm 1962 tại Tokyo. Ông tốt nghiệp trường đại học Tokyo. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, Separation, xuất bản năm 2002. Cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa xuất bản tại Nhật với tên Ima Anidikimasu. In lần đầu tiên năm 2003, là một trong những tiểu thuyết thành công nhất Nhật Bản, được chuyển thể thành nhiều truyện tranh, kịch, phim truyền hình ở Nhật và điện ảnh tại Mỹ. Và chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện với MC Joy nhé. Khi Milo qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ, tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời. Tinh cầu mang tên Lưu Trữ. Lưu Trữ? Chuchi hỏi. Không phải, tinh cầu Lưu Trữ. Lưu Trữ? Lưu Trữ? Lưu Di ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Chứ? Thôi được rồi. Nơi ấy giống như một thư viện khổng lồ, rất mực yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp. Đại để là một nơi rộng mênh mông, với hành lang dài ngút mắt chạy xuyên các tòa nhà. Tại đây, những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta đang tận hưởng một cuộc sống an bình. Có thể nói, tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta. Nghĩa là sao ạ? Yuji thắc mắc. Là thế này, khi mẹ Mio qua đời, các cô các bác đã nói với Yuji thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con đúng không? Vâng. Bởi vậy, tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim của tất cả mọi người trên thế giới cư ngụ cùng nhau. Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến, họ còn được sống ở tinh cầu đó. Nếu ai đó quên họ thì sao ạ? Ừ, thì họ sẽ buộc phải rời tinh cầu. Lần này mới là chia tay thật sự. Vào buổi tối cuối cùng, tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại để tổ chức tiệc chia tay. Có ăn bánh gato không? Có bánh gato. Cả trứng cá hồi. Cả trứng cá hồi. Trứng cá hồi là món khoái khẩu của Suzy. Thế còn? Đủ mọi thứ, con không phải lo. Thế, tinh cầu ấy có Jim Button không? Sao cơ? Vì con biết Jim Button, tức là Jim Button ở trong trái tim con, phải không? Ừ. Tối qua, tôi đã đọc cho Suzy nghe về chuyện Jim Button và bác lái tàu lúc. Vốn nghĩ là có thể lắm. Thế còn đồng mấy Emma? Emma cũng ở đấy chứ? Emma không ở đấy, chỉ có con người mới ở đấy thôi. Như gì nói, có Jim Button, có cả Momo, có cô bé hoàng khăn đỏ, đương nhiên cả Annie Frank nữa. Te và Rufus Hess chắc cũng ở đó, có cả Aristotle và Newton. Mọi người làm gì ở đó ạ? À? Làm gì à, họ cứ lặng lẽ sống thôi. Thế thôi ạ? À? Thế thôi là sao? À, có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng? Nghĩ thế ạ? Đó vô cùng phức tạp, phải suy nghĩ rất lâu mới ra được câu trả lời. Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu lưu trữ, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Cả mẹ cũng thế? Không, mẹ chỉ nghĩ về Yuji. Thật hả? Thật, nên Yuji không được quên mẹ đâu đấy. Con không quên đâu. Con còn nhỏ quá, mới ở được với mẹ có 5 năm. Vâng. Vậy bố sẽ kể cho con nghe, trước kia mẹ là cô gái như thế nào? Mẹ đã gặp và kết hôn với bố ra sao? Mẹ đã vui mừng thế nào khi Yuji chào đời? Vâng. Bố mong con sẽ luôn nhớ những điều ấy. Nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy, để khi đến lượt bố tới tinh cầu ấy, bố vẫn có thể gặp được mẹ.
con hiểu chứ. Dạ. Thôi được rồi. Con chuẩn bị đi học xong chưa? Dạ. Con chuẩn bị xong chưa? Đeo thẻ tên vào chưa? Dạ. Sao thằng bé lại nghĩnh ngãn thế nhỉ? Hồ Mio còn sống, nó đâu có thế này. Có vấn đề về tâm lý chăng? Đến giờ rồi, đi thôi. Tôi cầm tay Dư Nhi, lúc này vẫn còn ngái ngủ, kéo ra khỏi nhà. Tôi trao cho Dư Nhi cho cậu bé phụ trách bác dẫn An đi học, đang đợi dưới chân cầu thang, rồi đứng dõi theo thằng bé. Đi cạnh anh phụ trách lớp 6, trông Dư Nhi như trẻ mẫu giáo. So với tuổi lên 6, thằng bé còn nhỏ quá, dường như nó đã quên mất việc phải lớn lên. Nhìn từ đằng sau, gáy của Dư Nhi gầy và trắng như cổ hạt. Phần tóc lộ ra bên dưới chiếc mũ vàng có màu giống nước trà, Darjeeling pha sữa. Vài năm nữa, mái tóc trông như tóc của hoàng tử Anh quốc này, thế nào cũng xoăn tít lại. Tôi đã trải qua chặng đường này rồi, nguyên nhân là bởi một số hormone bị tiết ra quá nhiều vào tuổi dậy thì. Đến khi ấy, Yuji sẽ lớn bổng lên hơn cả tôi bây giờ. Yuji sẽ gặp một cô gái giống mẹ, sẽ yêu, rồi nếu thuận lợi sẽ có được một bản sao mang nửa gen di truyền của mình. Từ thời xa xưa, con người đã luôn như vậy. Phần lớn mọi sinh vật đều thế. Chừng nào tinh cầu này còn quay, quy trình vẫn sẽ được lặp lại. Tôi leo lên chiếc xe đạp cũ, những dưới chân cầu thang, những bàn đạp hướng về văn phòng luật nơi tôi làm việc. Văn phòng cách khu nhà tôi ở chưa tới 5 phút đạp xe, khoảng cách lý tưởng đối với một người không chịu nổi các phương tiện giao thông như tôi. Tôi làm ở đây đã được 8 năm. Khoảng thời gian đó không hề ngắn, lấy vợ, có con và vợ rời đến một tinh cầu khác. Khoảng thời gian đủ dài cho ngần ấy chuyện xảy ra. Vậy đấy, giờ ở tuổi 29, tôi đã là một ông bố độc thân với một cậu con trai 6 tuổi. Giám đốc văn phòng rất tốt với tôi. 8 năm trước, ông đã là một ông già. Giờ đây, ông vẫn là một ông già và sẽ còn tiếp tục là một ông già cho đến lúc nhắm mắt. Tôi không hình dung nổi, ông giám đốc không phải là một ông già. Chẳng rõ ông đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là ông đã qua tuổi 80. Bộ dạng ông rất giống loài chó Sid Bernard, có thùng rượu treo ở cổ. Có điều, thứ treo ở cổ ông là cái cầm hai ngấn. Ông cũng giống loài chó này ở tính cách điềm đạm, hòa nhã, mắt lúc nào cũng liêm nhiên. Giả sử có một con Espinac già nương ngồi thế chỗ ông ở góc phòng, chưa chắc tôi đã phát hiện ra. Khi Mio mất, tôi vốn yếu đuối, lại càng thêm yếu đuối, ngay cả chút sức lực để thở cũng ngày một cạn kiệt. Suốt một thời gian dài, tôi bỏ bê công việc, tôi biết bao phiền toái cho văn phòng. Tuy vậy, ông giám đốc không tìm người khác thay thế mà chờ cho lúc tôi đủ sức gượng dậy. Sau đó, ông còn cho phép tôi chỉ làm đến 4 giờ chiều. Tôi đề đạt nguyện vọng rằng không muốn Như Di ở nhà một mình sau giờ tan học và ông đã đáp ứng. Làm vậy, tuy lương ít đi nhưng bù lại tôi có được khoảng thời gian không thể đổi bằng tiền. Nghe nói ở thị trấn khác có nhận giữ trẻ sau giờ học, nhưng nơi tôi ở không tồn tại mô hình hữu ích này. Bởi vậy, tôi rất biết ơn ông giám đốc. Đến văn phòng, tôi cất tiếng chào Nagase, người có mặt sớm hơn tôi. Chào cô. Cô chào đáp lại. Chào anh. Nagase làm ở đây trước tôi. Theo lời cô, học xong cấp 3 là cô vào văn phòng này luôn. Vậy nên tính ra tôi cũng phải 26 tuổi rồi. Cô là một người khiêm tốn, nghiêm túc. Gương mặt cô già dặn, rất hợp với tính cách lặng lẽ của cô. Đôi khi tôi thấy lo cho cô, không biết liệu cô có chỗ nào dành cho cô giữa những phụ nữ thời nay chẳng ngại ngần thể hiện bản thân. Nhỡ đâu một ngày nào đó, trong lúc chen lấn xô đẩy cô bị sảy chân, ngã khỏi thì trái đất thì sao? Tôi đã nghĩ đến tình huống ấy. Ông giám đốc văn phòng chưa tới. Gần đây, ông giám đốc bỗng nhiên đi làm muộn hơn hẳn, dù tôi chẳng thấy điều đó có mối liên hệ nào với tốc độ đi bộ đã giảm sút của ông. Bởi vậy, bây giờ và một lát nữa, văn phòng sẽ chỉ có hai người, đó là toàn bộ số nhân viên ở đây, xét theo khối lượng công việc, thì đây là con số hợp lý. Tôi ngồi bào bàng làm việc, lúc qua đóng giấy tờ, giấy nhớ trên bàn ghi chú, những dòng chữ rất khó đọc. Nào là đến ngân hàng lúc 2 giờ, đến chỗ khách hàng lấy hồ sơ, đến sở tư pháp, những tờ nhắn là tôi của ngày hôm qua gửi đến tôi của ngày hôm nay. Thiết kế của tôi rất tệ, thành thử tôi phải thường xuyên nghe lại những việc cần làm. Nhớ kém chỉ là một trong vô vàn vấn đề về sức khỏe tôi đang phải chịu đựng. Giải thích ngắn gọn thì đó là do hồ sơ,
sơ đồ thiết kế rồi chuẩn bị để làm ra con có sai sót. Một sai sót rất nhỏ, việc dùng bút phủ xóa chỗ sai đi rồi viết bút bi đè lên đã không phát huy tác dụng. Tất nhiên đây chỉ là cách nói ví von, nhưng tôi đồ rằng trên thực tế hẳn đã xảy ra việc tương tự. Rốt cuộc không rõ là do người viết cậu thả hay bởi chữ bên dưới lớp phủ trắng nghè lên dòng viết bi đè bên trên, nhưng đại để não trong não tôi tình trạng khá hỗn loạn. Hậu quả vụ việc, những cách hóa học quan trọng bị tiết ra vô tội vạ. Điều đó khiến tôi trở nên phấn khích quá độ, lo lắng không đúng lúc, không thể quên những việc muốn quên, nhưng lại quên những việc không được phép quên. Đúng là bất tiện kinh khủng, hoạt động bị hạn chế, lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi thường xuyên mắc lỗi trong công việc, bị mọi người đánh giá thấp đến bất công. Nói cách khác, người ta coi tôi chẳng khác gì một thằng bất tài vô dụng. Tôi không đi phân trần với từng người rằng đó là tại những chất hóa học trong não tôi. Làm thế rất phiền phức mà chưa chắc mọi người đã thông cảm. Và lại, nếu chỉ nhìn vào kết quả thì phải thừa nhận là họ có lý. Ông giám đốc là một người độ lượng, tôi như thế, nhưng ông chẳng những không đuổi việc mà vẫn tiếp tục sử dụng tôi. Nanase thì chưa từng tỏ thái độ khó chịu và luôn hỗ trợ tôi trong công việc. Tôi biết ơn hai người đó lắm. Hoàn tất một số việc tại văn phòng, tôi nhét tài liệu vào cặp rồi ra ngoài. Tôi đạp xe đến sở tư pháp. Tôi không có bằng lái ô tô. Hồi năm thứ hai đại học, tôi có thi một lần nhưng không vượt qua nổi vòng thi cấp giấy phép tạm. Trước đó vài tháng, lần đầu tiên tôi phát hiện ra não mình có vấn đề. Cặp công tắc bật lên, van mở ra. Kim áp kế vọt lên mức cực trần. Khi chuẩn bị thi lấy bằng lái, tôi vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Có lẽ tôi gắng gượng được đến tận kỳ thi cấp giấy phép tạm thời cũng đã là đáng hoan nghênh lắm rồi. Hôm đi thi, đang ngồi sau tay lái với thầy hướng dẫn thì những chất hóa học kia bắt đầu tứa ra ào ào trong huyết mạch. Tôi cảm thấy lo lắng thái quá, không duy trì nổi sự tập trung cần thiết. Nỗi lo cứ lớn dần lên với tốc độ kinh hoàng, hệt như những quân cờ domino đang theo nhau đổ ập xuống hàng loạt. Sự kinh hoàng ấy thực sự là rất kinh hoàng, có thể biểu thị theo hàm số mũ. Mình sắp chết, tôi đã nghĩ mình sắp chết thật. Hồi đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết đến vài chục lần mỗi ngày. Đến tận bây giờ, có hôm tôi vẫn nghĩ thế đến vài lần. Tôi bỏ dở bài sát hạch lái xe hôm đó, tôi còn cố thêm hai lần nữa trước khi bỏ hẳn ý định lấy bằng. Buổi trưa, tôi ngồi trên ghế đá trong công viên, ăn cơm hộp tự làm. Tôi đang cắt giảm tối đa những gì có thể trong tình cảnh chật vật này. Với lại, cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, dễ khiến tôi đau bụng. Người khác có thể chẳng hề gì, nhưng đối với tôi, các chất phụ gia có thể đe dọa đến tính mạng. Bộ cảm ứng trong cơ thể tôi nhảy hơn người thường vài chục lần. Tôi vô cùng mẫn cảm với sự biến đổi của nhiệt độ, độ ẩm và áp suất. Vì vậy mà tôi luôn phải đeo đồng hồ có cảm biến áp suất, giúp tôi biết trước thay đổi sắp xảy ra để kịp ứng phó. Bão là thứ rất đáng sợ. Tôi rất phục những người bình thường ở sự dẻo dai của họ. Đôi lúc tôi nghĩ mình giống một loài động vật ăn cỏ quá yếu ớt nên sắp bị tuyệt chủng. Không chừng tên tôi có trong sách đỏ cũng nên. Chiều, sau khi gặp vài khách hàng, tôi quay về văn phòng. Đi ra ngoài tôi vẫn phải mang theo giấy nhớ. Tôi đánh dấu ít vào cạnh tên những khách hàng đã gặp để biết chắc những khách hàng còn lại là ai. Nếu không làm vậy, tôi sẽ đến gặp cùng một khách hàng hai lần hoặc bỏ qua những khách hàng cần gặp mà đi thẳng về văn phòng. Tôi trao cho Nagase hồ sơ vừa lấy từ khách hàng rồi làm nốt mấy việc ở văn phòng. Cũng vừa lúc hết giờ làm, chưa thấy bóng dáng ông giám đốc đâu cả. Tôi chào tạm biệt Nagase. Bỗng Nagase gọi tôi lại. Anh này. Gì hả cô? Thấy tôi hỏi, cô tỏ ra bối rối, kéo đi kéo lại vài lần cổ và tay áo sơ mi. Không ạ, Nagase nói, không có gì đâu ạ. Vậy à, tôi nghĩ một giây rồi mỉm cười. Chào cô nhé. Chào anh. Tôi đạp xe về nhà, Yuji đang nằm đọc sách. Ngó qua bìa tôi thấy đó là cuốn Momo của Michael Ende. Con đọc chưa? Con đọc được hả? Yuji liền quay sang nhìn tôi. Dạ. Tôi hỏi lại lần nữa. Con đọc được cuốn đó à? Dạ. Yuji trả lời. Một ít thôi ạ. Đi mua thức ăn cho bữa tối nào. Tôi thay quần áo, mặc áo nỉ chui đầu, quần bò, rồi gọi Yuji. Tối nay con muốn ăn gì? Cơm cà ri.
Hai bố con mở cửa bước ra ngoài. Lúc đi xuống cầu thang, tôi bảo, hôm kia mình ăn cơm cà ri rồi. Nhưng con vẫn muốn ăn. Hình như chủ nhật vừa rồi cũng ăn cà ri. Vâng, nhưng con vẫn muốn ăn. Nấu cà ri lâu lắm. Con sao ạ? Được rồi, chúng tôi mua bột cà ri, hành tây, cà rốt và khoai tây ở trung tâm mua sắm trước cửa ga. Tay trái tôi xách túi ni lông đựng đồ, tay phải dắt Ruby. Tay thằng bé lúc nào cũng nhớp nháp mồ hôi. Bố hay lo lắng thái quá, nên khi đi bộ ngoài đường, tôi không bao giờ rời tay Như Nhi. Tôi nói với thằng bé, ô tô đáng sợ lắm, phải thật cẩn thận. Dạ, mỗi ngày có hàng chục người chết vì tai nạn ô tô đấy. Thật ạ? Đúng thế, nếu ngày nào cũng có ngần ấy người chết vì tàu điện, máy bay, người ta sẽ cho rằng chúng bị lỗi ở bộ phận quan trọng và loại bỏ những phương tiện ấy. Thế người ta sẽ loại bỏ ô tô ạ? Không hề, lượng ô tô đang tăng lên. Vì sao? Chẳng biết nữa. Lạ nhỉ? Rất là lạ. Trên đường về, chúng tôi tạt vào công viên số 17. Không biết có tất cả bao nhiêu công viên ở thị trấn này. Có lần tôi đã nhìn thấy công viên số 21. Trong công viên, như thường lệ, đã có mặt thầy Number và con chó Vu. Tôi không biết tên thật của thầy Number. Nghe nói hồi trẻ, lúc còn dạy ở trường tiểu học, người ta đã gọi ông như vậy. Lần đầu tiên nghe thấy tên này, tôi đã hỏi ông, Number có phải là cách gọi các con số đánh bên dưới mỗi trang tiểu thuyết không ạ? Đúng rồi, ông trả lời. Người ông lúc nào cũng run lẩy bẩy, cứ như chú chó nhỏ bị ngấm nước mưa. Có lẽ tại ông đã quá già. Sao từ đó đã thành biệt danh của thầy? Ông khẽ lắc đầu. Hoặc có thể chỉ là ông đang run lẩy bẩy thôi. Tại sao nhỉ? Thật dạ những người xung quanh cho rằng đời tôi hoàn toàn chẳng còn gì chăng. Giống như quyển sách, gỡ mở toàn thấy giấy trắng, trang nào cũng chỉ có mỗi số trang. Thật ạ? Ông nhìn vào không trung bằng đôi mắt đục ngầu, đặc trưng của người già. Đời tôi, toàn bộ chỉ dành cho em gái mình. Con Bu lông xù, ngồi dưới chân ông há miệng ngáp dài. Con chó này có tên thật hẳn hoi, nên Yuki tự đặt tên cho nó là Bu. Tôi và em gái chênh nhau 13 tuổi, giữa tôi và em gái còn có một đứa em trai nữa. Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, thằng em tôi vội vàng bỏ đi sống tự lập. Nhà chỉ còn mỗi tôi và em gái. Em tôi từ nhỏ đã ốm yếu, bác sĩ hồi ấy chẩn đoán nó không thể sống đến năm 15 tuổi. Chẩn đoán là gì ạ? Yuki ngồi nghe bên cạnh hỏi, không tìm được cách giải thích nào thấu đáo. Tôi đành trả lời, con nghĩ thế nào thì nó là như thế. Biết mà. Tôi dám chắc thằng bé đang nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác. Khi em trai tôi bỏ đi, em gái tôi mới 14 tuổi, còn tôi 27. Tôi xác định sẽ chăm sóc em gái đến giây phút cuối cùng, nên đã chọn cuộc sống chỉ có hai anh em. Khi ấy, tôi cũng đến tuổi lấy vợ, trong lòng cũng đang thương thầm một cô. Nhưng tôi tự nhủ phải lo cho em trước, chuyện mình thì để sau. Thực tế là việc chữa trị cho em tôi tiêu tốn rất nhiều tiền. Giả sử chuyện tôi với cô gái kia có đơm hoa kết quả đi nữa, chưa chắc tiến được tới hôn nhân. Cứ như vậy, năm tháng trôi qua với tốc độ kinh ngạc. Nhanh quá cậu ạ. Hay chỉ riêng tôi mới nhanh lại làm việc như vậy? Thậm chí tôi còn ngờ rằng kẻ nào đó cao tay đã đánh cắp mất thời gian của tôi. Tóm lại, thời gian trôi về trong nháy mắt. Chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn sách của đời tôi nếu ngay trang đầu tiên kể về một ngày của một gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói, thì ở các trang sau chỉ cần viết giống như trang trước là đủ. Cậu có tin nổi không? Tôi đã sống như thế suốt 30 năm trời. Em tôi mất năm 44 tuổi, còn tôi khi ấy 3 năm nữa là tròn 60. Tôi có thể cam đoan một điều, đó là đời tôi không hề trống rỗng. Thậm chí cuộc đời của một gã đàn ông nhàm chán còn có gì đáng nói, thật ra vẫn chứa đựng điều gì đó, không trống rỗng chút nào. Có niềm vui, có những lúc cảm khác. Là rất nhỏ, sau một ngày làm việc, niềm vui của tôi là được trở về nhà nơi em gái đang đợi và kể cho em tôi nghe những sự kiện xảy ra trong ngày. Đó là cuộc đời tôi.
Có lẽ nếu được sống một cuộc đời khác, chắc hẳn tôi đã là một con người khác với tôi bây giờ. Con người chẳng ai chọn được một đời cả. Và hôm nay, thầy Nam Mơ vẫn sống cuộc đời của riêng ông cùng với con bu già nua, lông xù. Dù gì xoa xoa dưới cầm con bu, lập tức cổ họng con bu phát ra tiếng kỳ lạ. Chính xác thì nó là một dao động thoảng qua của không khí. Dù vậy, dao động ấy vẫn đầy đủ vần điệu. Nếu phải viết hẳn ra, có thể diễn tả tiếng ấy thế này. Thầy Number từng kể cho tôi, người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật để lấy đi giọng của con bu. Giờ đây, mỗi khi các con chó khác trong công viên chào gâu gâu, bu chỉ có thể đáp lại. Nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này. Tối nay hai bà con, ba con ăn cà ri à? Thầy Number nhìn vào túi ni lông đi chợ của tôi hỏi. Vâng, còn thầy? Của tôi đây. Trong túi ni lông ông giơ lên cho tôi xem, có một hộp cá chích tẩm bột rán. Hàng tồn nên được giảm nửa giá, đỡ được bao nhiêu. Ông đưa chiếc túi lên gần mũi ngửi, vẻ mặt mãn nguyện. Đây cũng là một trong những niềm nho nhỏ của tôi đấy. Trong gương mặt rạng ngời của thầy đang bơ lúc ấy, tự nhiên tôi thấy buồn. Chẳng rõ tại sao nữa, chỉ biết là buồn. Có phải vì niềm vui của thầy Number quá tần tiện? Một người đang ở chương cuối của cuộc đời, đáng ra vẫn có thể hưởng nhiều trái ngọt hơn chứ. Bởi thế nên tôi thấy buồn. Tôi và thầy Number ngồi trên ghế đá, nói đủ thứ chuyện, cùng lúc quan sát Dương Di và con bu chơi đùa. Tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây. Chuyện là em đang có ý định viết tiểu thuyết. Thầy Number khẽ nhích ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngả người lại phía sau, mắt nhe lại như muốn thu trọn hình ảnh của tôi vào tầm mắt. Thầy đưa cả hai tay lên, đảm bảo tôi. Tuyệt lắm. Thầy nghĩ vậy ạ? Ừ, tiểu thuyết là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn, là ngọn đèn trong đêm đen, là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu. Cũng không đến mức to tát vậy đâu thầy ạ. Em chỉ định viết chuyện của em và Mio để sau này Như Nhi đọc thôi. Ừ, ý hay đấy. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Lúc chia kéo cổ con bu xuống, giả vờ cắn vào tai con chó. Con bu khó chịu ra mặt, liên tục kêu Có lẽ em bị bệnh hay sao đó mà dạo này trí nhớ rất kém. Cho nên tôi tiếp tục. Em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện. Thầy Number khẽ gật đầu. Quên là một việc đáng buồn. Tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi. Nếu nhớ được, ta sẽ sống lại khoảnh khắc xưa kia thêm một lần nữa, sống lại trong đầu mình ấy. Thầy Number chỉ vào đầu mình, đầu ngón tay run rẩy trong như thể thầy đang cố viết từ gì đó vào bên Thái Dương. Mất trí nhớ rồi thì tôi không thể sống lại những ngày tháng ấy nữa, như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẻ tay ta. Thầy Number gật gù trước câu nói của chính mình đến mấy lần trước khi tiếp tục. Vì vậy, tôi nghĩ ghi chép lại các thứ là một việc nên làm. Biết đâu, cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi. Nói đến đây, ông nháy một bên mắt rất điệu nghệ. Một trong những tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất thế kỷ 20 cũng bắt đầu từ việc lần lại ký ức tuổi thơ đấy. Thầy Number chậm rãi đứng lên, trông ông chật vật đến nỗi tận trường lực hấp dẫn dưới chân ông mạnh gấp đôi những nơi khác. Đến giờ tôi phải về rồi, niềm vui nho nhỏ đang đợi tôi. Đoạn ông chậm chạp, bước từng bước ngắn, con bu nhận ra liền chạy tới đi theo chủ. Chào thầy nhé, tôi nói. Thầy Number không ngoảnh lại, chỉ giơ tay phải lên. Chào, gọn chân vẫn bước. Chào bu nhé, như nói. Con bu ngoái lại kêu, rồi chạy theo thầy Number. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi kể cho Yugi nghe chuyện về tinh cầu lưu trữ. Tôi kể thêm nhiều chi tiết nhằm tăng thêm tính hiện thực cho các tinh cầu này. Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động hơn với mỗi câu hỏi của Yugi. Tinh cầu này có hình gì ạ? Với câu hỏi này, tinh cầu có thêm hình thù cụ thể. Tôi lấy chiếc bút dạ, vẽ phá hình tinh cầu lên mặt sau một tờ quảng cáo rao vặt. Tinh cầu trong thế này. Toàn bộ bề mặt tinh cầu được bao phủ bởi những các tòa nhà giống như thư viện. Không có núi hay biển gì ạ? Không có, người ta san núi đi rồi dùng đất đỏ để lấp sông và biển. Sau khi san phẳng những chỗ mấp mô, họ xây các tòa nhà lên trên đó. Sao lại thế ạ?
vì nơi đó đông người lắm, không được để lãng phí bất cứ khoảnh khắc nào. Thật à? Con thử nghĩ xem, có bao nhiêu là người ở trong trái tim bố, giờ họ không còn trên trái đất này nữa mà đang sống trên tinh cầu lưu trữ. Bố có kể rồi. Như vậy, nếu cộng cả những người có trong tim mọi người trên trái đất thì tất cả sẽ là bao nhiêu người? Con không biết. Động não chút đi chứ, Yuji. Thế này nhé, giả sử trong tim mỗi người có khoảng 10 người, như vậy tính ra có hơn 60 tỷ người sống trên tinh cầu lưu trữ. Con số này sẽ nhỏ hơn nếu loại đi những trường hợp trùng lập, nhưng thật ra khó giải thích cho Yuji hiểu được. 60 tỷ là bao nhiêu ạ? Xem nào, chẳng hạn trường của Yuki có khoảng 1.000 học sinh, tính từ lớp 1 đến lớp 6. Con đã thấy tất cả các bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi phải không? Rồi ạ. Như vậy sẽ là, đợi bố chút, tôi nhậm đếm các số 0 bằng ngón tay, tương đương với khoảng 60 triệu lần như vậy. 60 triệu lần là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất đổi hiển nhiên là, xem nào, cái chai đặt trên nóc TV nhà mình để ấp nồng xuân một em phải không? Vâng, con đã dành sức bao lâu rồi? Đúng rồi, trong đấy có chừng 1.000 đồng xu, vậy 60 triệu sẽ là khoảng 60.000 cái chai giống thế kia. 60.000 là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất hay. Là 60.000 là... À, bố nghĩ ra rồi, bố và Yuji vẫn thường đến thư viện phải không nào? Vâng. Có lần bố nghe nói rằng ở thư viện có khoảng 60.000 quyển sách. Tất cả sách ở thư viện? Vậy chỗ đấy là 60.000 ạ? Nằm trong chăn bên cạnh, Yuji ngẫm nghĩ một lúc. Yuji nghĩ rất lâu. Tôi tưởng thằng bé đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên nó thì thào. Takun ơi! Yuji vẫn gọi tôi như vậy. Ơi! Cho con hỏi thêm một câu nữa nhé. Hỏi đi. Dạ. Nói. Đầu tiên con hỏi cái gì ấy nhỉ? Đầu tiên á? Vâng. Bố quên mất rồi. Ồ. Bố con mình ngủ thôi. Vâng. Một tối khác với câu hỏi tại sao ai đó tạo ra tinh cầu này, tinh cầu có thêm lý do để tồn tại. Bố đã kể các tòa nhà trên tinh cầu này giống thư viện rồi đúng không? Vâng ạ. Thật ra tinh cầu này là một thư viện. Thật ạ? Thật chứ. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu này thích đọc sách, do đó những người sống ở đây đều viết sách cho người gọi là ai đó đấy. Bố từng kể rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ phải không? Cả Aristotle và Newton, họ cứ nghĩ mãi về những điều phức tạp. Và bố đã nói rồi đấy, chẳng hạn như Newton và Plato, có những vấn đề mà hồi ở trái đất, các ông nghĩ mãi không ra, đến khi lên tinh cầu lưu trữ, các ông lại nghĩ tiếp, cứ như vậy suốt hàng trăm năm liền. Chừng nào người trên trái đất còn nhớ đến họ, thì họ còn suy nghĩ. Vâng. Mỗi khi tìm được câu trả lời, các ông sẽ viết thành sách, và cuốn sách sẽ được nộp vào thư viện của tinh cầu lưu trữ. Con sách của mẹ. Mẹ cũng viết sách, sách của mẹ viết về Yuji và bố. Ai đó có đọc sách của mẹ không ạ? Có chứ, ai đó rất thích cuốn sách này, vì đọc sách mẹ viết sẽ hiểu thêm về tình yêu của con người. Thật ạ? Ừ. Bức tên viết về gì ạ? Bố đoán là về đầu mái tàu hỏa. Còn có béo và khăn đỏ. Bố nghĩ là về con chó sói. Thật không? Thật. Con béo bằng khăn đỏ viết cuốn sách về cách phân biệt bà ngoại với chó sói, một loại sách rất có ích. Thế ạ? Có lẽ vậy. Cuối tuần, hai bố con vào khu rừng nằm ở ven thị trấn, trên chiếc nôi xanh mướt, tết bằng lá nhẹ, lá sồi và bồ đề, bọn gấu mèo, trồn cùng lũ côn trùng bé xíu đang quay quần đầm ấm bên nhau, lũ cá vây tia, chép hồng và cá đục sống trong các đầm lầy nằm rải rác quanh rừng. Chúng đung đưa hai bên vai rất điệu đà, mắt nhìn vuông vút dưới nút đầy mãn nguyện. Trong rừng có một lối mòn với vô số nhánh nhỏ đang xe như mê cung. Ngay đầu lối mòn là một sườn rượu đứng trơ trọi. Sườn rượu dẫn từ gỗ phế phẩm và mái tôn này đang dần trở thành một phần của khu rừng. Cây tầm xuân leo kính bờ tường, tán lá của cây sồ lớn xung xuê che toàn bộ mái nhà sượng. Từ sườn rượu vang ra những âm thanh đầm trầm đục
gư gư ga nghe như tiếng rên rỉ. Tôi mặc một chiếc quần sóc cotton đã bạc màu và các áo phông in chữ KSC, viết tắt của Kennedy Space Center, tức trung tâm vũ trụ Kennedy. Đây là cái áo tôi được tặng để chạy bộ. Tuy không thể chạy được như trước, nhưng với tốc độ là nhà chừng 6 phút 1 km thì tôi có thể chạy liên tục trong vòng 1 tiếng. Yuji đạp chiếc xe dành cho trẻ em theo sau tôi. Chiếc xe mới được tháo bỏ bánh phụ nên Yuji đạp còn loạng choạng, chưa vững. Trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất hoặc một cành cây gãy chắn ngang đường. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cần nhón chân bước qua, trong khi Yuji phải xuống xe dắt bộ qua. Thằng bé nói với theo tôi trách móc: "Takun, đợi con với, đừng bỏ con lại chứ." Tôi giảm tốc độ và đợi thằng bé. Làm sao bố bỏ con được? Biết rồi nhưng... Nào, đi thôi. Hai bố con lại tăng tốc, tiếp tục thở sâu trong rừng. Hai bố con chạy thẳng một mạch theo lối mòn có vô số nhánh, chừng 40 phút thì xa đến mấy phía bên kia của khu rừng. Nơi đây có tàn dư của một nhà cát bỏ hoang, nền nhà đổ bê tông thô và đã bong chóc, vẫn còn tàn tích của những bệ đỡ máy cơ khí hạng nặng. Cả một vùng đá vôi rộng lớn và chỉ sót lại một phần của tòa nhà, tất cả gần như đã bị phá hủy ngoại trừ một cánh cửa và một thùng thư siêu vẹo trong không rõ số 5 kia chỉ nhà máy số 5 hay nhà kho số 5, vì đằng sau bờ tường đã hoàn toàn trống trơn. Lần nào đến đây, Yuji cũng đi nhặt nhạnh bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Có lần thằng bé nhặt được cả bánh răng, những hôm như thế có gọi là chúng lớn. Tôi ngồi xuống một cái bệ, quan sát Yuji nhặt nhạnh các thứ. Hồi xưa có cả Mio đi cùng, Yuji có thói quen nhặt nhạnh này từ hồi mới 2 tuổi. Thế mà đến giờ đây, vẫn còn rất nhiều bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là lúc nào cũng tìm được mấy thứ lọt vặt như thế ở chỗ này. Sau khi nhét đầy hai túi quần, Yuji sẽ đem chôn tất cả xuống bãi đất trống trước khu nhà. Tính đến giờ cũng phải được số lượng kha khá rồi. Bọn bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo ấy hiện đang yên nghỉ dưới độ sâu 30cm so với mặt đất. Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt người nào đó lúc vô tình đào sới chỗ đất ấy lên. Tôi hỏi Yuji: "Bố hỏi con một câu nhé." "Dạ." "Sao con làm việc này?" Thằng bé nhìn tôi như thể đang nhìn một người cực kỳ kém hiểu biết. "Rõ ràng thế con gì?" Thằng bé bảo: "Vì việc này rất vui." Chuyện xảy ra một tuần trước khi Mio đến tinh cầu lưu trữ. Cách nói này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn. Nàng bảo tôi: "Em sắp phải đi rồi, nhưng đến mùa mưa em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào." Hôm ấy cũng là một ngày tháng 6 mưa lạnh. "Từ giờ đến lúc em quay lại, mọi việc trông cậy vào chồng nhé." Lúc ấy Yuji đã lên lớp 1 rồi. Chồng nhớ phải đưa con đi học đầy đủ, nhớ hàng ngày cho con ăn sáng, kiểm tra đồ dùng để con khỏi quên. "Chồng làm được không?" "Chứ," tôi nói. "Thật không? Em về mà thấy chồng làm không tốt, em sẽ không tha thứ cho chồng đâu." Rồi nàng khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng khẽ khàng đến nỗi thiếu điều tôi đã không nhận thấy. "Em rất lo cho chồng." Tôi nói. "Anh không sao đâu." Tôi nói. "Anh sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ là một ông bố tốt, em đừng lo." "Thật chứ?" "Thật, chồng phải hứa đấy." "Tôi đã mạnh mẽ hơn chưa? Đã là một ông bố tốt chưa?" Mùa mưa sắp đến rồi, một ngày thứ hai của tháng 6. Hôm nay, hai bố con lại bước sang một ngày mới. "Yuji ơi, bữa sáng xong rồi đây." "Dạ." "Khẩn trương ăn đi nào." "Dạ." Tôi chùm chiếc áo phông lên đầu Yuji. Thằng bé lúc này vẫn còn mặc độc chiếc quần đùi. Ta liên tục dụi mắt. "Ăn sáng, ăn sáng." "Vâng." "Con kiểm tra cặp sách chưa, có quên gì không?" "Không ạ." Nhưng hôm nào thằng bé cũng quên thứ gì đó. "Takun ơi." "Ơi?" "Lại trứng ốp nếp và xúc xích ạ." "Ừ, vừa đủ dinh dưỡng lại ngon nữa." "Nhưng ngày nào cũng ăn thì..." "Sao cơ?" "Không có gì ạ." "Thôi lên, chỉ còn 8 phút thôi đấy." "Thế ạ?" "Ừ." "Takun ơi." "Ơi?" "Cái áo này dính sốt cà chua rồi." "Kệ nó, cứ coi như là họa tiết của áo đi."
Thế là sao? Mấy hôm nay bố chưa giặt quần áo, nên không có cái khác để thay đâu. Một cái thì dính nước sốt, một cái thì dính đầy cà ri rồi. Trời! Con chịu khó ăn uống sạch sẽ hơn một chút, tức là giúp bố rồi đấy. Vâng, được rồi, con mặc áo này vậy. Tôi đi ra ngoài có việc, trên đường về thì dính mưa, cơn mưa đầu tiên của tháng. Đến văn phòng, Nagase mang khăn bông ra lau vai và lưng cho tôi. Áo vest của anh, Nagase nói. Vâng. Nagase rất lúng túng, trông như ngại không muốn tiếp tục câu nói còn dở dang. Cô kéo mạnh cổ và tay áo sơ mi của mình. Sao hả cô? Là áo anh sẽ bị ố mất thôi. À vâng, đành chịu thôi. Tuy nhiên, cử chỉ của Nagase cho thấy cô vẫn rất bối rối. Tôi nhẹ miệng cười với ý muốn hỏi sao vậy, thì cô lắc đầu với ý đáp không có gì. Tôi đưa tài liệu cho Nagase rồi nói, chào cô nhé. Cô thì thào, anh vất vả quá. Rồi ôm tập tài liệu vào ngực. Ông giám đốc thì đang ngồi ngủ ngon lành tại bàn của mình. Hai bố con Cheo đi chợ. Tối nay con muốn ăn gì? Cơm cà ri ạ. Gặp luôn quá. Raccoon là gì ạ? Là thiếu tính sáng tạo. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là giống như thực đơn thường ngày của nhà mình. Thế ạ? Vậy phải làm thế nào? Thay bố con mình thử một món trước nay chưa bao giờ làm nhé. À, hay quá. Một làn gió mới. Là cái gì ạ? Câu nói của Tổng thống Mỹ ngày xưa. Giờ con trai của ông ấy đang làm Tổng thống. Thế ạ? Ừ. Chúng tôi trao đổi ý kiến và quyết định thực đơn tối nay sẽ là bắp cải cuốn thịt, món chưa từng xuất hiện trên bàn ăn gia đình tôi. Hai bố con phân công nhau đi tìm nguyên liệu tại trung tâm mua sắm, rồi hóng hỏi ra về. Một làn gió mới, một làn gió mới. Điều gì cứ nhắc đi nhắc lại. Tại công viên số 17 như thường lệ, đã có mặt thầy Number. Ông đang ngồi ngắm những bông cẩm tú cầu nở rộ quanh bờ, cái ao nhỏ. Con buôn không thích mưa, nên chui tọt vào gầm ghế. Thầy Number! Nghe tiếng tôi, thầy Number liền quay lại, tụm tiệm cười. Thầy ngắm hoa cẩm tú cầu sao? Đẹp quá anh nhỉ. Hai biết có người ngắm, nên cố gắng nở thật đẹp. Một tình cảm hết sức chân thành, không chút đắn đo, do dự. Thầy tiếp tục. Cẩm tú cầu vốn là loài thực vật nguyên hại, có lẽ chúng đang nhớ nước đấy. Tôi chợt nghĩ, chắc thầy Number vẫn nhớ đến hình bóng người con gái ông đã không có cơ hội gắn bó khi xưa. Việc này chắc cũng tương tự như ai đó. Dù mấy chục năm không gặp nhau, dù người đó không còn chiếc tinh cầu này nữa, ta vẫn thấy nhớ như con vui. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Tình yêu của anh tiến triển tốt chứ? Thầy Number hỏi. Chưa ạ, lúc bắt tay vào viết, em lại thấy khó khăn quá, dù em có rất nhiều điều muốn viết. Hãy cứ đợi khi thời điểm ấy tới. Thời điểm ấy? Ừ, cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào. Được thế sao? Ừ, chắc chắn sẽ có ngày đó. Tôi dìa cúi xuống, nói gì đó với con bu đang trốn dưới gầm ghế. Bu im lặng nghe. Tôi cố giọng tai và nghe được Du Di nói với con chó. Này, mày có biết một làn gió mới không? Về đến nhà, với sự trợ giúp của Chu Chi và tham khảo thêm sách điện nấu ăn, tôi bắt tay vào làm món bắp cải cuốn thịt. Sách có ghi, đây là một trong những món có ít khả năng thất bại nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thất bại. Con bảo này, cơ, món bắp cải cuốn thịt có vị thế này ạ? Bố nghĩ là không. Với cả... sao? Bị chán quá. Bố đồng ý. Sau đó là khoảng 5 giây im lặng. Con bảo. Ừ. Con phát hiện ra điều này. Điều gì? Hình như con đã mua nhầm. Nhầm cái gì? Nhầm rau diếp với bắp cải. Ồ. Lại 5 giây im lặng. Con xin lỗi. Không, không sao. Con đừng lo. Vì lúc bố nấu cũng chẳng phát hiện ra. Thật ư? Có lần tôi đọc được một bài báo nói rằng ở Anh cứ 3 đứa trẻ thì có một đứa không phân biệt được bắp cải với rau diếp. Chàng hoàng tử Anh Quốc nhà tôi hình như là một trong 3 đứa trẻ đó, và có khả năng tôi cũng nằm trong số đó.
Tôi được biết tạp chiếu phim ở thị trấn bên cạnh đang chiếu phim Momo. Đó là một rạp chiếu độc lập, thường chiếu lại các phim kinh điển. Nghe nói tháng này, rạp sẽ chiếu chọn bộ các phim dựa theo tác phẩm của Michael Andy. Tuần này là Momo, tuần sau là Chuyện Dài Bất Tận. Yuji nói muốn xem Momo. Con biết là bố không thể vào rạp chiếu phim rồi, đúng không? Con biết. Nếu muốn đi thì con phải xem một mình đấy. Chịp không? Không sao ạ. Vậy thứ bảy này đi nhé. Hay quá, cảm ơn ta cưng. Không có gì. Thứ bảy, trước giờ chiều một tiếng, hai bố con rời căn hộ. Tôi đạp chiếc xe cũ thường ngày vẫn dùng đi làm, còn Yuji đi chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Hai bố con đạp xe, men theo con đường hai bên đều là cánh đồng, còn gần 10 cây nữa là đến thị trấn bên cạnh, nên vẫn đủ thời gian. Tôi không đi được xe buýt hay tàu điện. Nếu bước lên xe, ngay khi cánh cửa khép lại và xe bắt đầu tăng tốc là công tắc trong tôi bật lên và mở ra, kim áp kế gọi lên mức cực trần. Đi bất cứ phương tiện nào tôi cũng bị như vậy, từ đầu máy hình con khỉ ở khu vui chơi cho đến thuyền thiên nga ở khu du lịch. Xe buýt hay xe điện đã rất tệ rồi, nhưng tàu điện một ray hay các xe còn tệ hơn vì chúng ở trên cao. Tôi đoán nếu là máy bay sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, và tàu ngầm thì chắc chắn sẽ là đòn chí mạng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh bị ngồi vào một cái buồng chật cứng, rồi người ta kích hoạt chiếc thuốc nổ bên dưới và bắn tôi bay vọt lên không trung cũng đủ khiến tôi kinh hãi. Thế nên trong mắt tôi, con chó Laika Kuravka là một anh hùng khi đã bay vòng quanh trái đất trên con tàu Sputnik. Tôi ước giống như mình có được chút xíu lòng dũng cảm của nó. Căn bệnh này vô cùng bất tiện. Trong số những vấn đề tôi phải chịu đựng thì bệnh này là phiền toái nhất. Nó khiến tôi không thể lên mặt trăng cũng như không thể lặn xuống vực sâu Mariana. Đáng tiếc làm sao. Hai bố con đến nơi khi còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu. Sợ dĩ hai bố con đi lâu như vậy là do bị ngược chiều gió. Mặc dù Yuji đã còng lưng để đạp xe hết sức, nhưng chúng tôi vẫn đến muộn hơn so với dự định. Tôi đưa thằng bé chỗ sandwich mang từ nhà đi cùng lon coca mua ở máy bán hàng tự động. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ cùng ăn trước giờ chiếu phim, nhưng giờ không kịp nữa. Tôi mua một vé trẻ em ở quầy, xem phim vui vẻ nhé. Yuji có vẻ hơi bất an vì kế hoạch đột ngột thay đổi. Tôi lấy trong ví ra vài đồng xu, nhét vào túi quần Yuji. Nếu ăn bánh sandwich mà chưa no thì con mua thêm bắp rang bơ nữa hoặc bánh rá cũng được. Thích ăn gì thì mua. Vâng. Nói vậy nhưng Yuji vẫn đứng im, ôm hư hư cái hộp bánh sandwich và lon coca. Chuông báo giờ chiếu reo vang, Yuji ngẩng ra sau nhìn cánh cửa dẫn vào phòng chiếu. Sau đó thằng bé lại quay ra nhìn tôi. Vào đi con, bắt đầu rồi đấy. Tôi đặt tay lên vai Yuji, giục thằng bé. Tôi đưa tấm vé cho cô nhân viên, còn một tay thì đẩy lưng Yuji. Trước khi vào phòng chiếu, Yuji còn ngoảnh lại nhìn tôi đến hai lần. Ước gì tôi có thể đi cùng thằng bé, nhưng tôi không thể vào rạp chiếu phim, cũng như không thể đi nghe hòa nhạc hay dự đám cưới. Nguyên nhân của việc này hơi khác so với việc tôi không đi được thang máy hay không lên được các tòa nhà cao tầng. Bản thân tôi cũng thấy điều này hết sức vô lý. Cứ như thể tôi bị mắc kẹt trong trạng thái quái gở nào đó. Ở chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói thật to. Chắc hẳn mọi người ít nhiều đều có cảm giác ấy, nhưng vấn đề là ở mức độ thế nào. Tôi không kìm được muốn nói ăn oan là những câu vô thưởng vô phạt, kiểu như chà, cái áo kia sành điệu quá, hay chết tiệt, suýt nữa thì được. Những câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi thường trực, có nhu cầu được bật ra, gây phiền hà cho tôi. Tình hình sau đó diễn biến như mọi bận, sự bối rối làm công tắc bật lên và mở ra, kim áp kế vọt lên mất tịch trần. Gần đây tôi không còn thấy mất tiện vì chuyện này nữa, nhưng hồi đại học thì đúng là đến khổ. Ngồi học mà tôi tát mồ hôi, như tắm chỉ vì cố kìm nén những câu nói, luôn trực buộc ra khỏi miệng như trời, dã man quá, hay em không nhớ thì nói thế. Rốt cuộc, căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính khiến tôi phải bỏ học giữa chừng. Sau khi thấy Yuji đã vào hẳn trong phòng chiếu, tôi đi lăn quanh bên ngoài rạp tìm chỗ giết thời gian. Khu này toàn là các tiệm thời trang, trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ riêng sự ồn ào náo nhiệt của chỗ này cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Yuji xem phim xong. Vì đưa hết sandwich cho Yuji nên giờ tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đi bộ một lúc trước khi quyết định vào Starbucks, thầm nghĩ chỗ này chắc không sao.
Không sao, là do quán cấm hút thuốc. Với người có bộ cảm biến nhạy như tôi, khói thuốc là mối đe dọa chẳng kém gì hơi cay. Giả sử có một hội những người như tôi rủ nhau đi biểu tình, tay cầm biểu ngữ, chà, ca hát kia, sành điệu quá hay, chết tiệt suýt nữa thì được, thì để chấn áp bọn tôi, cảnh sát mỗi người chỉ cần ngậm một điếu thuốc bao vây xung quanh là xong. Bọn tôi sẽ nước mắt tèm nghe mà rút lui, và vừa chạy vừa kêu, trời, dã man quá. Thể trạng không cho phép tôi uống cà phê, cặp công tắc sẽ bật lên. Do đó thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế. Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng, đồ ăn là thức là sandwich BLT. Nhận chiếc khay có chai nước và bánh sandwich, tôi đến ngồi vào bàn ở góc trong cùng. Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi, mọi người đều vừa uống cà phê vừa bận việc gì đó. Cô vô mặc bộ vest công sở, cuốn mặt vào máy tính sắp tay. Mấy cậu có vẻ là sinh viên thì mở sách để trước mặt. Tôi bắt trước họ, mở cuốn vở văn mang theo bên người. Tôi ấn đôi bút chì kim vào ngực để đẩy ngòi chì ra. Sau khi ngã một miếng bánh đầy ứ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Uống một ngụm nước, tôi viết con số 1 vào dòng đầu tiên của trang thứ nhất. Tôi dự định sẽ viết về tiêu đề sau. Câu đầu tiên xuất hiện ngay tức thì: Kimio qua đời. Tôi đã nghĩ thế này. Phần đầu cuốn sách Em sẽ đến cùng cơn mưa xin được phép tạm dừng tại đây, và hẹn các bạn trong những video sau sẽ những phần tiếp theo để xem Kimio qua đời tác giả đã nghĩ gì nhé. Các bạn hãy bấm subscribe, nút like và bật chuông thông báo để cập nhật những tin vui trong thời gian sớm nhất. Đồng thời